hai con cọc vẹn. Đây. Đều đang tuổi chỗ choai. Rồi, được cọc thịt. Cái thì rồi, đi ra kia chơi. Đang tuổi choai. Cái là mua trên bản về này. Đực là bố mẹ bản. Đực là bố vẹn mẹ vàng. Cái thì mua trên bản thì mẹ vẹn còn không biết bố là như thế nào. Cho nó nhanh như cướp ấy. Anh làm gì? Ra kia chơi. Cọc của nó ồn ào. Đực thì vẹn sáng màu. Cái thì lớn hơi nhanh cho nên là cái tai dựng không được chắc. Cái bây giờ mới 6 tháng thôi. Đang tuổi lớn. Đực cũng vẫn đang lớn. Tuổi này chưa nở mặt. Đực này hôm nay chắc khoảng tầm 19 cân. Đực non nó ham cái chả lên giấm gì cả, cứ hít, cứ đôi nhảy. Nó cáu lên nó lại táng cho phát giờ. Không cần quan tâm trong nhà luôn. Thả ra với cái là không cần quan tâm trong nhà. Ngựa non hau đá. Cái chẳng lên giống chả gì cả, bám riết như đúng rồi. Những người con đực. Đực thì được cái vẹn sáng. Giải vẹn thì đánh giá là giải vằn thì không được gọn lắm. Cái này thì vẹn nhưng mà hơi sẫm mỏng.